Hello các em, welcome các em đến buổi học ngày hôm nay của anh Sơn. Hôm nay anh Sơn và các em sẽ cùng nhau sửa một bài luyện tập về chuyên đề giới từ nhé. Bài này thì thuộc về các phần kiến thức là giới từ, chức năng của giới từ, ví dụ giới từ chỉ thời gian, giới từ chỉ nơi chốn ha, và các cái từ như là tính từ, danh từ, động từ đi với giới từ. Được chưa? Rồi đầu tiên câu số 1, các em nhìn trên Sơn. Peter hứa sẽ đến đây vào lúc 9 giờ sáng thứ hai. Vậy vào lúc 9 giờ ở bạn thời điểm cụ thể thì mình dùng giới từ là at, đúng không ạ? At đi với thời điểm cụ thể, at 9 o'clock, đúng không? Morning là các buổi trong ngày, các buổi trong ngày mình dùng giới từ là in. Nhưng mà nếu như có thứ vào đây nữa thì mình phải dùng là on. Vậy là câu này là at và on là câu 1, mình chọn Sơn câu C. Được không? Câu số 2, bạn ơi, đây bạn, đây là thứ ngày tháng 5. Nhưng mà nó có cái thứ ở bạn là ngày 1 tháng 3, đúng không? Nó có cái thứ vào. Vậy nó có cái thứ phải dùng với Sơn giới từ là on. Được chưa? Đó. Năm 2006 thì dùng Sơn giới từ là in. Và đây mình dùng với cụm từ là ở độ tuổi bao nhiêu, mình dùng cụm từ là at the age. At the age of bao nhiêu đó tuổi. Được không ạ? Vậy đúng chỗ này mình chọn Sơn đã đúng một câu B. Được chưa? Rồi câu số 3, bạn nhìn anh Sơn là mình dùng cụm từ in the morning, vì in được dùng trước các buổi trong ngày, được không ạ? Rồi midday, midday thì giống mình là bạn dùng at night, đúng không? Vào ban đêm, đúng không? Vào buổi trưa, đúng chưa? Thì tương tự như vậy là vào giữa ngày là at midnight, midday ấy nhỉ? At midday, chứ từ at trên Sơn nhé bạn. Đó. Thì đáp án đúng anh Sơn sẽ chọn là câu A, đúng không? Rồi câu số 4, bạn ơi. À, câu dịch là bố thường đi làm sớm vào buổi sáng và quay về nhà vào giữa ngày. Rồi câu số 4 các bạn. Chúng tôi sẽ hoàn thành cái công việc của chúng tôi trước tháng tiếp theo, vẫn trước các bạn. Thì mình dùng giới từ by, đúng không? Đó. Sau đó chúng tôi sẽ có một cái chuyến đi vào mùa hè. Vì là đây là mùa các bạn. Mùa mà dùng từ là in cho anh Sơn. Vậy câu này một by một in, Sơn chọn được là câu D, đúng không? Rồi câu số 5. Tôi thường rất là bận vào các ngày trong tuần. Thì với cái từ weekdays các bạn mình dùng với cụm từ là on weekdays các bạn là thường rất là bận rộn vào các ngày trong tuần, được không ạ? Và chỗ Sơn điền Sơn là on nè. Đó. Và rảnh vào cuối tuần mình dùng là on the weekend hay at the weekend gì cũng được. Đó đúng Sơn là câu D. Được không? Rồi, câu số 6. Peter đã làm việc cho công ty này kể từ năm 1999 rồi. Việc kể từ đâu đó mà dùng là since, đúng không ạ? Since dùng cho thì hoàn thành. Khoảng gần được 10 năm rồi, vì là for cũng dùng cho thì hoàn thành, đúng không? Đó. Rồi trong suốt cái khoảng thời gian đó thì ông ta làm việc rất là chăm chỉ. Vì trong suốt Sơn dùng với từ during, during nghĩa là trong suốt, đúng chưa? Vậy Sơn chọn đúng một câu A, được không? Rồi câu số 7, bạn nhìn cho anh Sơn. Mary sống ở đường 153 Oxford ở London, đúng không ạ? Vì là đường các bạn, đường ở Sơn dùng cái từ là at. At đứng trước tên nó con đường, đúng không ạ? Cái gì? Cái văn phòng làm việc của bà ta thì nằm ở tầng thứ 10 các bạn, nằm trên tầng thứ 10 với từ on là trên. Đúng không? Đó, rồi, bà ta thường nói bà ta thích sống ở sao bạn, ở nông thôn và làm việc ở trên nông trại. Vậy sống ở nông thôn các bạn mà dùng cái từ là in. In dùng cho các cái khu vực như là quốc gia ha, nông thôn. Rồi, nông trại thì mình dùng một cụm từ là on the farm. Đây là một cụm từ luôn nha các bạn. Cụm từ là on the farm. Cụm này có thi, đã thi rồi nha các bạn. Thì đáp án đúng mình sẽ là câu A, on ha. Thì hình như câu này đúng không cô C? Rồi, tiếp tục các em chuyển sang câu tiếp theo. Bây giờ mình cùng nhau chuyển sang câu số 8. Mấy bạn nhìn nè ha. JC thì đang đứng cái gì đó, cái bàn, đúng không ạ? Bà ta mở cái ngăn kéo ra mà gì, bà ta giữ tiền tiết kiệm ở trong ngăn kéo đó, vì ở đó mình dùng in which, đúng không ạ? Đúng, Sơn chọn là câu B. Vậy là bà ta đứng bên cạnh cái bàn, được chưa? Rồi câu số 9, bạn nhìn cho anh Sơn. Nam thường ở trường vào buổi sáng và làm nghiên cứu cũng như là đọc sách ở trong thư viện. Vậy là ở trường mình dùng cụm từ at school, các bạn là ở trường, đúng không ạ? Trong thư viện là in the library. Rồi, hoặc là at the library. At the library là chỉ địa điểm cụ thể nha bạn. Ví dụ ở đây là một cái thư viện, đúng không? Trong cái trường, đúng không? Cái khuôn viên trường thì có cái thư viện. Vậy là at the library, tức là mình có thể đứng bên ngoài cũng được, đúng không? Hoặc đứng ở trong cũng được. Tức là địa điểm chỉ cụ thể là ở cái thư viện, hay mình đang đứng ở cái thư viện, đang ở cái thư viện. Còn in the library tức là inside, ở bên trong mấy đứa. Inside ở bên trong ha. Thì trong cái câu này người ta dùng at.
thì đó là đúng bằng câu B nè, câu A nữa bạn ha. Và at night là cụm từ, được chưa? Rồi, câu số 10, victim, à, cái nạn nhân này thì như thế nào đó, ở cái cửa hàng khi ông ta bị tấn công cảnh sát thì đến nó ngay lập tức, nói bạn có cụm từ là on the spot. Cụm từ on the spot bằng với từ immediately. Immediately tức là ngay lập tức, đúng không ạ? Và cháu gọi điện anh Sơn là on, thì câu này anh Sơn bỏ, câu này anh Sơn bỏ, đúng không ạ? Đứng dưới cửa hàng hay đứng bên ngoài cửa hàng các bạn ha, vì nạn nhân bên ngoài cửa hàng, đúng không? Đó, bây giờ câu là câu D, bị tấn công. Đó. Rồi câu số 11, bạn nhìn cho anh Sơn. À, nhìn kìa, Peter như thế nào đó, trong cái nhóm cuối cùng, ông ta không bao giờ thắng những cái vòng, gọi là những cái vòng chạy đã cả. Ông ta thường thường bị bỏ lại phía sau so với những người khác, đúng không? Sơn có từ behind là bị bỏ lại phía sau nè. Vì chỗ này là ở trong giữa, nhưng nhóm người anh Sơn dùng một câu A luôn, among là giữa. Ha? Rồi câu số 12, bạn nhìn cho anh Sơn. Sau khi làm việc khoảng một thời gian dài rồi nhờ, khoảng một thời gian dài, anh Sơn dùng là for nhờ, for a long time là một cụm, đúng không? Chúng tôi thư giãn ở dưới cái bóng râm á bạn, vậy là in the shade, bóng râm dưới cái tán cây, vậy là beneath, thì câu này là câu D luôn, dưới tán cây là beneath, chứ từ dưới ha. Rồi nếu như mày muốn gọi là với tới cái kệ đó thì mày cần phải đứng lên cái ghế, đúng không bạn? Đứng lên vì giới từ gì các bạn, đây là cái ghế, đúng không? Mình đứng lên ghế tiếp xúc bề mặt, chứ từ on, đúng không? On the chair, đúng không? Cái ghế mà bên cạnh cái bàn, bên cạnh mình dùng cái từ là next to nhé, theo nghĩa thôi mấy đứa. Thì con này Sơn chọn câu C nè. Rồi câu 14, bạn nhìn cho anh Sơn nha. Peter thì đang đứng ở cái bus stop các bạn. Bus stop là một địa điểm cụ thể mà dùng cái từ là at, đúng không? Đó, và ông ta thường đến văn phòng đúng giờ. Đúng giờ mình dùng cụm từ là on time là đúng giờ, đúng không? Còn cụm từ in time for là kịp lúc nha các bạn. Thì câu này chọn Sơn đúng vào câu B, được không? Rồi câu 15, ông ta trốn thoát bằng cách là nhảy cái gì đó cái cửa sổ và đi vào trong cái xe các bạn ha. Chạy vào trong cái xe là vào cái xe, giống từ into, đúng không? Into là giới từ đi từ ngoài vào trong, đúng không? Vậy là into là câu này đúng luôn, tức là ông ta nhảy ra ngoài cái cửa sổ ha. Rồi câu 16, để vào được cái marketing department, ở cái bộ phận marketing, thì chúng tôi phải go cái gì đó, cái những cái gọi là cái bậc thang, đúng không ạ? Vì là đi lên, đúng không? Đi lên bậc thang các bạn, đi lên thì mình là go up. Đó, đi lên cái bậc thang, sau đó đi dọc theo cái hành lang các bạn, dọc là along, along nghĩa là dọc, đúng chưa? Và đến cuối cùng các bạn, to the end là đến cuối cùng. Rồi. Câu 17, chúng ta có thể đọc những cái mẫu quảng cáo ở trên báo. Trên báo mà dùng cụm từ là in the newspaper. Còn trên TV mà dùng cụm từ là on television. Đáp án đúng mà sao là câu A. Được chưa? Rồi câu 18, cô ta lấy cái chìa khóa túi, và lấy chìa khóa ra khỏi túi rồi các bạn, ra khỏi mà dùng từ là out of nha, ra khỏi, đúng không ạ? Đặt nó vào vào trong cái cửa, đúng không? Vào trong cửa là đi từ ngoài vào trong, bạn là in, ổ lộn, vào trong cái ổ khóa, into the lock. Thì câu này là câu D đúng, được không? Đó, rồi tiếp tục chuyển sang câu số 19. Câu số 19 các bạn nhìn nè. Harry thì đi làm bằng xe hơi các bạn, vì là bằng phương tiện đó mà dùng cái từ là by các bạn ha. By work, by bike, by car, by bus, đúng không ạ? Tôi thích đi gì các bạn? Tôi thích đi 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 bộ hơn các bạn, foot, mình dùng cụm từ là on foot nha các bạn. Các bạn chơi Oxford, bạn thấy ta dùng cụm từ là on foot nha các bạn ha. Thì cho mà dùng on foot. Mặc dù tại thời điểm đó thì tôi đã bị trễ rồi, vậy là at time I late for work, thì con là câu C luôn ha. Với lại bạn căn cứ từ late for thì chỗ mày sai nè, này sai, này sai, đúng không? Đó, rồi câu 20 nha. 20 thì là tranh cãi với ai đó mà dùng là with à, đúng không? Đó, thì câu này sai, câu này sai, câu này sai luôn, về câu C, đúng không? Tôi không thích mọi người, những cái người mà ở trong cái văn phòng mà bên trên tôi, đúng không ạ? Bởi vì họ thường làm ồn và tranh cãi với chúng tôi. Đó, rồi câu 21. 21 là bạn, different là dễ nhất, different from, khác với điều gì? Thì câu này sai, đúng không? Câu này sai, câu này sai, thì chọn câu B, đúng không ạ? Vì là mối quan hệ của tôi rất là tuyệt vời, tôi vẫn liên lạc với cô ta, vậy mình dùng cụm từ là in contact with, vẫn là liên lạc với ai đó nha các bạn. Cụm từ in contact with, kể từ khi chúng ta rời trường cấp 3, đúng không ạ? Và different from là khác biệt. Rồi, câu 22. Reason for là lý do cho điều gì? Tôi có một lý do khi mà làm điều đó, mặc dù bố mẹ tôi không cho phép approve với từ of với bạn, ha? Tán
đồng thuận, tán thành và agree, đồng ý với ai đó, mà dùng là với từ là wish thì câu hỏi đúng là câu A luôn ha. Tôi thì có cái lý do để làm điều đó, mặc dù mẹ của tôi không có tán thành cái công việc của tôi. Tôi nghĩ rằng là họ sẽ đồng ý với tôi khi mà tôi đưa ra cái lời giải thích cho họ. Rồi câu số 23, chúng tôi đến cái village mà dùng là as a village, đúng chưa? Đó. Và construction thì bạn dùng cái cụm từ là under construction, tức là đang được xây dựng nha bạn. Under construction đang được xây dựng, thì con sẽ chọn câu A luôn nè. Rồi câu 24, cô ta chính là cái nguyên nhân của tất cả vấn đề của ông ta. Vậy là nguyên nhân của điều gì thì of, giới từ sở hữu, đúng không? To be worried about something, lo lắng về điều gì, thì câu này Sơn chọn là câu D. Rồi câu 25 mới từ provide, các bạn nhớ Sơn là cung cấp cho ai cái điều gì, là provide somebody with something, là cung cấp cho ai cái gì. Còn cung cấp cái gì cho ai á bạn hả? Provide something á thì phải là for somebody, khác nha. Provide somebody with something, còn provide something phải là for somebody. Vậy là solution thì phải dùng là giới từ for, đúng không? Solution thì dùng mấy từ là for, không dùng for thì mới thể dùng mấy từ to cũng được mấy đứa nhé. To grateful thì mình dùng mấy cụm từ là biết ơn ai đó bạn. To be grateful to somebody for something, biết ơn ai vì điều gì, được không ạ? Vậy đúng với trật tự, xong chọn câu D. Rồi câu 26 nè, John thì là cái người mà đang đứng ở cái cửa sổ bên cạnh cái người phụ nữ. À, cái người phụ nữ mà có cái bộ tóc dài màu vàng hoe, đúng không? Có bộ tóc dài mà dùng màu wisp à. Về đứng bên cạnh rồi, bên cạnh là beside, bên cạnh cửa sổ, đúng không? Rồi có 27. Không may ông ta không có cái khả năng các bạn, hopeless, tức là dở trong việc làm gì đó. Vậy ông ta gọi là rất là dở trong việc, gọi là đến đúng giờ các bạn, on time đúng giờ. Đúng không ạ? Ông ta bị trách mắng bởi giáo viên vì đi trễ ha. Vậy là trách mắng, reprimand somebody for something, for nhá. Vậy câu này Sơn chọn được là câu B, được không? Rồi câu 28, angry các bạn nào, angry with somebody nha, tức giận với ai đó nha. To be angry with somebody, về điều gì là about, đúng không? Hoặc là at something, đúng chưa? Rồi lack thì mình dùng mấy cụm từ là lack of something, là thiếu điều gì đó. Lack là danh từ nha các bạn, danh từ là lack of, còn động từ thì không có dùng giới từ nha. Responsibility là giới từ for, đúng không? Trách nhiệm cho điều gì ha, đúng trật tự luôn. Sơn chọn được câu à, tôi thì rất là tức giận với John vì những cái thiệt hại. À, vì cái việc là thiếu trách nhiệm của ông ta cho công việc, được không? Rồi tiếp tục chuyển sang câu số 29. Câu số 29 có từ sympathize with somebody, đồng cảm với ai đó, đúng không ạ? À, vì là tôi khá đồng cảm với bạn cho những cái sự thất thoát, tức cái sự thua lỗ của bạn trên thị trường tài chính, ha, trên thị trường cổ phiếu, và là trên thị trường là on. Câu này là câu A. Rồi pay for, thanh toán cho điều gì, đúng không? Đó. Vậy là mày phải thanh, tôi nghĩ là mày phải thanh toán cái phí thuê nhà, rent là phí thuê nhà vào cuối tháng này, thì có of các bạn đó, thì mình dùng at the end of, đúng không? Còn in the end thì không có of, được không? Thì câu này là sẽ là câu à, không có at hả? Vậy là cái này có at mà to rồi sai rồi, đúng không? In là không đúng rồi. Vậy là until, cho đến khi nhé bạn, tức là tao nghĩ mày phải thanh toán cái phí thuê nhà cho đến khi kết thúc cái năm trước, đúng không? Rồi câu 31, mày có cảm thấy gọi là buồn chán, chán nản khi mà sao bạn, khi mà answer, khi mà trả lời cùng cái câu hỏi mỗi ngày hay không, đúng chưa? Không, tao thích làm công việc tao lắm. Vậy là tired of và interested với từ là in, thì câu này Sơn trả lời câu B, được không? Rồi câu 32 nè, TV là một cái phương tiện hiệu quả của việc giao tiếp bạn, vì là means of communication, phương tiện giao tiếp, means of communication. Mọi người, cả trẻ và già thì đều thích xem TV. To be fond of, mà thích điều gì đó. Fond of, thích cái gì, đúng không? Vào thời gian rảnh thì dùng là in thôi, thì câu này Sơn chọn là câu C, đúng không? Rồi ở đây bạn dùng cái cụm từ là on account of,
cụm này bằng với từ because, tức là bởi vì. Nha. Vậy là cô ta về hưu sớm bởi vì sức khỏe yếu. Cô ta sống trong cái sự về hưu. Rồi. John thì nói rằng ông ta xin lỗi vì đã hét vào mặt tôi. Đúng không ạ? Vậy là sorry. Sorry for. Ha, xin lỗi vì điều gì? Hét vào ai đó là at. Vậy là câu là câu B. Được không? Rồi câu số 35. Ban đầu thì tôi rất là tức giận với cái hành vi. À tức giận. Nào các bạn. Angry. To be angry with somebody, tức giận với ai đó. Còn tức giận về cái chuyện gì đó, bạn là be angry at something nha. Something nha. Vậy là hành vi chứ là something nha. Dùng cái từ là at nha. Đó, ban đầu tôi rất tức giận hành vi của ông ta, nhưng sau đó khi ông ta xin lỗi, đúng không? Apologize to somebody for something. Xin lỗi ai vì điều gì, đúng không? Vậy là xin lỗi vì làm cái điều như vậy mà dùng là for. Thì câu này là at và for là câu B. Câu 36. You can go, bạn cụm từ là on one's own, tức là một mình. Vậy là mày, tôi có thể đi một mình đó bạn. Vậy là on mà, đúng không? Mày không cần đến, mày không cần đi với tao đâu. Bạn come with me. À đúng. Bạn của tôi và tôi giữ liên lạc. Các bạn dùng một cụm từ là keep. Keep in touch là giữ liên lạc nha các bạn. Giữ liên lạc thông qua email. Khi mà tôi nhận được một lá thư, tôi thường sẽ trả lời lại. Vậy là back nha bạn, write back. Rồi, câu 18, theo quan điểm của tôi là in my opinion. Đúng chưa? Clever at something, thông minh ha. Và theo như quan điểm của tôi là Peter không có thông minh trong việc giải quyết các vấn đề này đâu. Giỏi các bạn, giỏi trong việc làm gì đó là clever at ha. Nhanh nhẩu, nhanh nhẹn. Có nhiều cách khác nhau các bạn, ways up, nhiều cách khác nhau để mà so sánh cái nền kinh tế của một quốc gia. Thì compare somebody something with, hoặc là to somebody something. Cái câu này là câu D. Câu 40 mình có từ accuse. Accuse somebody of something hoặc là doing something, tức là buộc tội ai về điều gì, đúng không ạ? Còn sentence somebody to something là kết án ai bao nhiêu năm tù, đúng không? Trong tù thì mình dùng cái từ là in. Đó. Thì câu này mình chọn Sơn là một cái of, cái to, cái in là câu C. Đúng không? Rồi. Tiếp tục chuyển Sơn câu 41. 41 mình có cụm từ là take advantage. Nhớ bạn. Take advantage of, tức là tận dụng, lợi dụng. Và câu này Sơn chọn câu A. Tôi tận dụng cái gọi là cái mối quan hệ của ông ta ở công ty, lợi dụng mối quan hệ của ông ta ở công ty. Specialize in là chuyên môn hóa bạn. Ông ta chuyên môn hóa chứ không phải là technical translation, đúng không ạ? Translate something into something, dịch cái gì sang cái gì, dịch những cái hướng dẫn này sang tiếng Nhật. Thì con Sơn chọn là câu A. Rồi, rất là nhiều con gorilla thì gặp nguy hiểm, đúng không ạ? In danger of là có cái nguy cơ tuyệt chủng. Chúng tôi thì đang làm việc để cứu những con gorilla thì khỏi sự tuyệt chủng là save somebody hoặc là something from something. Cứu ai khỏi cái gì thì from, đúng không ạ? Thì con này Sơn chọn là câu in of from là câu B. Object thì bạn dùng với Sơn là object to pop in. Nha các bạn, object to do something, tức là gọi là phản đối điều gì, nha các bạn. Vậy là mày có phản đối việc hút thuốc của tao không? Mày nên ngừng hút thuốc, nó có tệ, có hại sức khỏe của mày. Bad for something. Involve, bữa sau dạy rồi mà bạn, involve somebody in something nè. Mày nên đưa con của mày tham gia vào các cái gọi là hoạt động về thể chất. Provide somebody with something, đúng không? Cung cấp chúng những cơ hội để tham gia vào những cái trò chơi thể thao, đúng chưa? Thì con này Sơn chọn là câu B. Peter thì nhắc tôi, bạn nhắc ai đó nhớ về, bạn là remind somebody of something, nhắc ai đó nhớ về điều gì, nhắc ai đó nhớ về ai đó thì somebody thôi, được không? Thì nhắc tôi nhớ về time of, be acquainted with a when, và trong suốt cái thời này. À, tôi đã không gặp ông ta kể từ cái thời điểm đó, kể từ là mình dùng mà xin, đúng không? Thì câu này là câu A đúng. Tiếp listen to các bạn hả? Ông ta thì đang lắng nghe cái thông cáo, cái thông báo, đúng không ạ? Trên đài radio là on the radio nha. Yeah. Rồi, câu 48, John thì cái gì đó, cái xe, đúng không ạ? Đợi JC, đợi Daisy thì wait for nha các bạn. Thì chỗ này wait for thì cái này đúng đúng không?
À, tức là John thì bước ra khỏi xe đợi JC, đợi Daisy, cái người mà ông ta yêu 2 năm rồi. Fall in love with. Được chưa? Rồi, câu 49. Succeed in các bạn, thành công trong việc làm điều đó nè. Thì in là câu này đúng không? Persuade somebody up, thuyết phục ai đó nha. Vậy là cô ta thành công trong việc gọi là thuyết phục cái ông này về tính khả thi của cái đề án, đúng không ạ? Và câu 50, attitude to là thái độ đối với điều gì, đúng không? Thì câu này đúng không? Đó, thái độ của mày đối với việc ăn mặc đó là không đúng đắn. Theo thông lệ, theo thường lệ thì người Italy đó, thì họ thường gọi là conscious, tức là nhận thức về cái việc ăn mặc của mình. Và họ có cái sense of, tức là có cái khiếu về phong cách, đúng chưa? Vậy là câu mình sẽ chọn câu B, được không? Vậy là buổi học mới là kết thúc. Hôm nay mình làm 50 câu thuộc kiến thức là các cái chức năng cơ bản của giới từ và các cái cụm giới từ, ví dụ là tính từ đi giới từ, động từ đi giới từ, danh từ đi giới từ. Và các em cố gắng học kỹ cái bài giới từ này cho anh Sơn, cộng với làm các cái bài tập của anh Sơn nữa, thì chắc chắn các em sẽ giỏi phần này nhé. Rồi, xin chào các em.